Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Chính ở xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thu lãi 600 triệu đồng từ nuôi con tôm trong nhà bạn. Gần 140 xã phường thị trấn ở Hải Dương đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tuổi trẻ Hưng Yên có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nét sáng tạo ở các khu vui chơi thiếu nhi xây dựng từ vật liệu tái chế tại tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi tôm trong nhà bạt nên nhiều hộ dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trong đó có ông Phạm Văn Chính ở xã Thụy Hà, có thể thâm canh tăng vụ, tăng năng suất. Trung bình một năm từ con tôm, ông Chính thu lãi trên 600 triệu đồng. Cách đây 7 năm, ông Phạm Văn Chính mạnh dạn thuê 4,5 hectare cải tạo nuôi tôm thẻ chân trắng. Ông xây dựng 6 ao để ươm nuôi tôm với các kích cỡ khác nhau. Từ khi áp dụng nuôi tôm trong nhà bạt, mỗi năm ông Chính nuôi được 3 vụ. Nếu thời tiết thuận lợi thì nuôi được 4 vụ. Năng suất tôm trung bình đạt từ 15 đến 20 tấn một vụ. Khi thời tiết nó rét hoặc nó mưa thì là cái nhà bạt nó bảo vệ được cái trong ao nuôi, bảo vệ được con tôm, bảo vệ được thiết bị, nó đảm bảo mình nuôi được qua đông, nó đảm bảo hiệu quả kinh tế nuôi qua đông thì nói chung là đạt hiệu quả cao so với trước đây là không có nhà kính, không có nhà bạt, thì thu nhập là nếu mình thoát được, mình đảm bảo được thì là bán có thể là đắt gấp đôi gấp ba. Đã có kinh nghiệm nuôi tôm 30 năm nay, theo ông Chính, nuôi tôm trong nhà bạt sẽ giúp người nuôi nâng cao năng suất và chất lượng con tôm, hạn chế dịch bệnh, ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, để mở rộng, người nông dân rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, khuyến khích. Từ thực tế sản xuất cho thấy, mô hình nuôi tôm công nghệ cao đang khai thác tiềm năng thế mạnh của biển, mang lại cuộc sống sung túc, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2008, chị Diện ở thôn Hồng Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu nuôi bò sữa với số lượng là 4 con. Nhận thấy giá trị cao đem lại, chị tiếp tục đầu tư trang thiết bị và mở rộng chuồng với số tiền gần 1 tỷ đồng. Đến nay đã đem lại hiệu quả, giúp gia đình chị thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Chị Diện hiện nuôi 9 con bò cho ra sữa, chủ yếu chị nuôi bằng thức ăn sẵn có như cỏ và chuối. Trung bình một ngày chị có thể vắt được khoảng trên 80 kg sữa, với giá bán cho thương lái khoảng 14.000 đồng 1 kg. Chị cho biết, trại bò của chị một con bò sữa một ngày có thể vắt được nhiều nhất 30 kg sữa và ít nhất vắt được 8 kg sữa. Ngoài ra nuôi bò sữa quan trọng nhất là thời tiết, nhất là vào mùa hè, rất dễ phát sinh các loại dịch bệnh. Vì vậy cần vệ sinh chuồng trại từ 2 đến 3 lần một ngày. Bình quân một tháng chị Diện thu lãi được từ 25 đến 30 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, mỗi năm cho thu nhập khoảng từ 300 đến 350 triệu đồng, đem lại kinh tế cao cho gia đình. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hải Dương có gần 140 xã phường thị trấn đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Trong đó có 36 xã phường thị trấn đã công bố hết dịch. Mặc dù nhiều địa phương đã đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi, nhưng qua kiểm tra đánh giá của Chi cục Thú y tỉnh, trong tổng số 255 địa phương xuất hiện dịch, tại những xã chưa đủ điều kiện công bố hết dịch vẫn tiếp tục xuất hiện lợn bị dịch tả buộc phải tiêu hủy. Thực tế này cho thấy dịch tả lợn châu Phi đã có chiều hướng lắng xuống nhưng chưa thể khống chế được hoàn toàn. Chi cục Thú y tỉnh khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn ở những địa phương này cần tiếp tục phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm ngăn chặn mầm bệnh. Đặc biệt, chưa nên tái đàn chăn nuôi lợn bởi dịch tả châu Phi có thể bùng phát trở lại và thực tế nhiều địa phương vẫn nằm trong vùng uy hiếp của loại dịch bệnh nguy hiểm này. Việc chuyển hướng chăn nuôi vật nuôi khác cần có sự cân nhắc tính toán, không nên nhập đàn ồ ạt ở cùng một thời điểm. Bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã khiến hơn 100.000 con lợn của tỉnh Bắc Ninh buộc phải tiêu hủy, hàng nghìn chủ chăn nuôi trang trại trắng tay. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các hộ chăn nuôi không nên vội tái đàn, nhằm giảm gánh nặng kinh tế của gia đình do dịch tả lợn gây ra. Đến thời điểm này, nhiều hộ nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang đối tượng vật nuôi khác. Quế Võ là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề của dịch tả lợn châu Phi. Trong cơn bão dịch, gần 1.000 con lợn thịt và 30 lợn nái với tổng trọng lượng hơn 74 tấn của gia đình phải tiêu hủy. Gần 25 năm chăn nuôi,
chưa bao giờ dịch bệnh lại gây thiệt hại lớn như vậy. Trong lúc chưa thể tái đàn lợn, sẵn diện tích đất thuê làm trang trại rộng 7 ha, ông Xuê quyết định chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn sinh học. Dự án của ông được ngân hàng ủng hộ cho vay thêm 1,5 tỷ đồng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. Hiện gia đình ông đang cho máy xúc đào đắp mở rộng ao nuôi từ 6 ao lên 10 ao nuôi cá. Theo ông Xuê, sự chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản của gia đình là giải pháp tích cực nhằm hạn chế rủi ro trong chăn nuôi. Thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với người chăn nuôi là rất lớn. Để bảo vệ tốt đàn lợn cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tuyên truyền hướng dẫn hộ chăn nuôi chuyển đổi sang nuôi con khác để lấy ngắn nuôi dài, chờ ổn định thì tiếp tục tái đàn. Các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy nên tận dụng chuồng trại có sẵn, chuyển đổi sang các vật nuôi khác phù hợp với từng vùng, địa phương. Điều mà người chăn nuôi mong mỏi nhất hiện nay là sớm được nhận phần kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc dịch bệnh của nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định của chính phủ, nguồn hỗ trợ các trang trại hộ gia đình có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh bao gồm ngân sách trung ương 70%, còn lại là ngân sách tỉnh. Chủ trương của tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan, chủ trang trại, hộ chăn nuôi hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ tiêu hủy lợn. Tỉnh sẽ sớm bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ người chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi nên chủ động huy động các nguồn lực để chuyển đổi vật nuôi, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Ninh Bình đã tập trung tuyên truyền, động viên các cán bộ hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế với những cách làm phù hợp hiệu quả, giúp các gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Hiện các cấp hội đang tiếp tục ký kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp duy trì 531 tổ vay vốn và tiết kiệm cho hơn 16.000 hộ vay với số dư nợ đạt trên 420 tỷ đồng, đồng thời duy trì hiệu quả quỹ vay vốn vì hội viên cựu chiến binh nghèo cho hàng trăm lượt hội viên vay. Đáng chú ý trong những tháng đầu năm là đã phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho gần 8.000 lượt hội viên. Một số huyện hội đã đứng ra ký hợp đồng cung ứng phân bón trả chậm, phục vụ cho vụ đông xuân, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu, từ đó hỗ trợ giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng con nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trung bình mỗi huyện thành hội đã xây dựng được từ 30 đến 100 mô hình kinh tế cho thu nhập cao như nuôi trồng cây con đặc sản, nuôi gà đẻ trứng, nuôi ong, hiêu, nuôi trồng thủy sản, các mô hình đa canh, lúa, cá kết hợp. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở hội là kiểm tra, đôn đốc, xây dựng các mô hình và tổ chức tham quan học tập và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong toàn hội, gắn với cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương, và nhất là cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, và bằng những việc làm cụ thể, ví dụ như là bảo vệ môi trường này, rồi là phát triển kinh tế này, đặc biệt là chúng tôi tập trung vào cái xóa nghèo bền vững. Từ phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế đã khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó, tình đồng chí đồng đội, cũng là động lực để cán bộ hội viên cựu chiến binh phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, phẩm chất người lính Cụ Hồ, hăng say, nỗ lực không ngừng trong lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình, quê hương. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ toàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động tri ân thiết thực với các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân đồng loạt các huyện thành, thị đoàn, các đoàn cơ sở, ra quân các hoạt động thiện nguyện, thiết thực và ý nghĩa. Bên cạnh việc dọn dẹp 141 trên 141 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, các tổ chức đoàn cũng đến thăm các địa chỉ đỏ nhằm giúp các đoàn viên hiểu rõ hơn về những dấu mốc lịch sử và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt các đối tượng chính sách trên địa bàn trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu có các đơn vị như huyện đoàn Tiên Lữ, huyện đoàn Phù Cừ, đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung đổi mới đa dạng.
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thông đã được chú trọng. Các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, nhiều nét mới phù hợp với thanh niên. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả. Đặc biệt là việc huy động nguồn lực để đảm nhận xây dựng các công trình phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh như xây điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, vườn hoa cây cảnh, tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng, phần thưởng cho học sinh, thanh thiếu nhi. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có nhiều sân chơi hơn nữa cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2018, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã huy động đoàn viên thanh niên suy nghĩ tìm biện pháp, tạo ra các điểm vui chơi miễn phí cho trẻ em với kinh phí thấp. Phát huy sức sáng tạo, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi như lốp xe hỏng, ván gỗ, ống sắt, các đoàn viên thanh niên đã xây dựng 26 khu vui chơi tại nhà văn hóa, các thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh. Điểm đặc biệt ở đây là chỉ với khoảng 30 triệu đồng cho mỗi sân chơi, trẻ em đã có địa điểm vui chơi lý thú nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã xây dựng 26 điểm vui chơi như thế này tại các thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh. Ưu điểm lớn nhất là chi phí xây dựng thấp nhưng lại mang lại hiệu quả cao, giúp trẻ em phát triển vận động, rèn luyện thể lực, tư duy sáng tạo. Đồ chơi làm từ lớp ô tô, ván gỗ, ống sắt qua bàn tay sáng tạo của các đoàn viên thanh niên trở thành các trò chơi vừa đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ lại vừa có độ bền cao. Thời gian tới, tỉnh đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các xã xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đoàn Bắc Ninh, mong muốn chung tay cùng các ngành các cấp chăm lo phát triển tinh thần và thể chất cho các em. Thời điểm hiện tại, các huyện, thành, thị đoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khoảng 20 lớp dạy bơi miễn phí và các kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm dưới nước cho hàng trăm trẻ em nhỏ trên địa bàn tỉnh. Các lớp dạy bơi được bắt đầu từ khoảng đầu tháng 6, kéo dài trung bình từ 20 đến 90 ngày, tùy vào các lớp cơ bản hay nâng cao. Theo đó, các huyện, thành, thị đoàn phối hợp với các tổ chức cá nhân dạy bơi và liên kết các địa điểm dạy bơi để dạy cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 20 lớp dạy bơi cho hàng trăm các em thiếu nhi với các kỹ năng cơ bản như nổi, lướt trên mặt nước, đạp chân ếch. Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí không chỉ giúp trẻ em có thêm kỹ năng phòng tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc mà còn bồi dưỡng và phát hiện nhiều em có tố chất về bơi lội. Dạy bơi miễn phí cho các em ở làng trẻ SOS là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm giúp cho học sinh có một mùa hè bổ ích, rèn luyện sức khỏe và có thêm kiến thức, kỹ năng sống. 64 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại làng trẻ em SOS được các giáo viên nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản, làm quen với một số kiểu bơi thông dụng và trang bị phòng chống đuối nước, biện pháp sơ cứu khi đuối nước. Nhân dịp khai giảng, nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh đã trao tặng phao và kính bơi cho 10 em học sinh của làng. Việc tổ chức lớp dạy bơi góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, qua đó giảm thiểu tai nạn đáng tiếc. Theo kế hoạch, lớp dạy bơi sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Thời gian qua, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã tổ chức chương trình STEM trong trường học với những hoạt động thú vị liên quan đến các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học cho học sinh. Giáo dục STEM là phương pháp giáo dục học thông qua thực hành, giúp học sinh vận dụng được những kiến thức, kỹ năng của 4 lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học để tạo ra những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, từ đơn sơ đến phức tạp. Không khí ngày hội STEM tại các trường tiểu học luôn sôi nổi, hào hứng, cả thầy và trò đều hăng hái tham gia các hoạt động. Đây là dịp để các thầy cô tiếp cận phương pháp giáo dục tiến bộ, học sinh có cơ hội khám phá, trải nghiệm, học đi đôi với hành. Thông qua hoạt động STEM giúp khơi dậy niềm đam mê khoa học của học sinh và khuyến khích các em dám nghĩ, dám làm, vận dụng khoa học vào đời sống thực tiễn. Giáo dục STEM đang được triển khai tại các trường học trên địa bàn thành phố Nam Định là sự thay đổi nhận thức, bước đầu hình thành kiến thức và kỹ năng STEM của học sinh các trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường trong thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã có những chuyển biến tích cực với những giải pháp xử lý chất thải trong sinh hoạt, trong sản xuất nông nghiệp và làng nghề, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Hơn một tháng nay, người tham gia giao thông và nhân dân địa phương khá ấn tượng với hình ảnh nhiều thùng rác được đặt dọc tuyến phố 1A, thị trấn Yên Ninh. Đây là kết quả của việc triển khai thành công mô hình thùng rác thân thiện với môi trường do Hội Nông dân thị trấn thực hiện. Khoảng 60 thùng rác được lắp đặt
đã giúp người dân có nơi tập kết rác sinh hoạt thuận tiện, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, không đúng giờ, ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Từ cái hôm mà có cái thùng rác thân thiện đến nay thì là chị em chúng tôi cứ thu gom rác hàng ngày, rồi là buổi chiều sẽ đem ra thùng bỏ. Đấy, rồi là rất là tiện lợi, sạch sẽ, rồi là nó lại thêm cả một cái văn minh cho phố nữa. Tại thị trấn có làng nghề sản xuất bún bánh với gần 400 hộ làm nghề. Việc phát triển làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, nhưng kéo theo đó là những nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm ở làng nghề đã có nhiều giải pháp được thực hiện, trong đó phải kể đến dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát và xử lý nước thải. Việc xây dựng hệ thống ống cống thoát nước ở các trục đường trong làng cũng góp phần thu gom toàn bộ nước thải của làng nghề đến nơi xử lý. Ý thức người dân về bảo vệ môi trường trong quá trình làm nghề cũng có nhiều thay đổi. Thay vì xả thải bừa bãi như trước, giờ họ đã có ý thức bảo vệ môi trường chung. Có được những chuyển biến đó là do hoạt động tích cực của các thành viên trong câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường làng nghề. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong ý thức và hành động của người dân, chính quyền địa phương cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý đối với những trường hợp vi phạm trong việc bảo vệ môi trường. Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở miền quê nông thôn mới, Yên Khánh. Mới đây, đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng Hiếu Hường Mobile số 727 đường Nguyễn Văn Đinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng của anh Phạm Văn Hiếu chuyên kinh doanh điện thoại và phụ kiện, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng là điện thoại như iPhone, Xiaomi và phụ kiện các loại có in chữ Trung Quốc. Chủ cửa hàng cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ra quyết định tạm giữ số hàng trên để tiến hành xác minh, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ nguồn tin của nhân dân, mới đây cơ quan chức năng của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, bắt quả tang hai đối tượng sử dụng một dàn phao tự chế đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Tràng Kỹ, đoạn đi qua địa bàn thôn Vũ Xá, xã Cẩm Phúc. Hai đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát trái phép là Bùi Văn Thiềng, sinh năm 1992 và Trần Văn Đạo, sinh năm 1997, cùng trú tại thôn Đông Hải, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Theo khai nhận, Thiềng và Đạo sử dụng phao tự chế, hút cát thuê lên các tàu, thuyền từ 3 ngày nay cho một người tên Vinh là chủ lò gạch giáp địa phận tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân sinh sống ở khu vực này, ngoài dàn phao tự chế bị bắt giữ, còn có một dàn phao khác đã khai thác cát từ khoảng chục ngày nay. Các cơ quan chức năng của huyện Cẩm Giang đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 3 tàu đang khai thác và vận chuyển cát trái phép trên sông Thái Bình thuộc địa phận giáp danh giữa huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm bị bắt giữ, có 2 tàu đang khai thác cát trái phép, trong đó tàu vỏ sắt không biển kiểm soát do Bùi Văn Sinh, 30 tuổi, ở xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, làm quản lý đang khai thác được 34,02 mét khối cát. Tàu còn lại mang số hiệu BN0404. Khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng trên tàu đã chạy sang địa phận xã Minh Tân, huyện Nam Sách, sau đó dừng tàu, nhảy xuống sông bỏ trốn. Kiểm tra khối lượng cát đã khai thác trên tàu ước tính khoảng 45 mét khối. Cũng thời điểm đó, tổ công tác kiểm tra tàu HN1986 do Trần Hữu Nguyên, 34 tuổi, ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, làm lấy tàu đang neo đậu tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, phát hiện 300 mét khối cát đen không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lái tàu khai nhận đã thu mua số cát trên ở tuyến sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, đang mang về Bắc Ninh để tìm người tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.